Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay hội cây bonsai Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách tạo tiểu cảnh đối với cây cần thăng bonsai qua 6 bước quyết định và ai làm cũng có thể thành công. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Nguyễn Tâm sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật trồng như tập chăm sóc tạo dạng thế bonsai đối với cây cần thăng như trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát là một tác phẩm tiểu cảnh hòn non bộ mini. Trên này mà quý vị và đang quan sát là tác phẩm mà chúng tôi đã nói nêu trên. Thứ nhất là đây là cây dễ trồng dễ sống, lá xanh tốt quanh năm và cây ưa được tất cả các loại đất, cây ưa độ nóng ẩm cao. Do đó là cây trồng tạo tiểu cảnh non bộ mini chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể qua những các cái bước kinh nghiệm như sau. Bước thứ nhất chúng ta hãy tạo cây. Bước thứ hai là chúng ta phải chọn chậu phù hợp với dáng thế của cây mà chúng tôi đã xác định. Bước thứ ba là chế độ bón phân và chăm sóc. Bước thứ bốn là chế độ diệt trừ sâu bệnh, cụ thể như sau. Bước thứ nhất là chọn cây. Chúng ta chuẩn bị chọn cây, thông thường chúng ta dùng bất kỳ dáng thế nào của cây, nhưng để tạo được tác phẩm đẹp và có tính thẩm mỹ cao hơn thì chúng ta ưu tiên lựa chọn cây có dáng thế xiên hoặc là dáng huyền, dáng trực, dáng bạt phong. Và nội dung này chúng tôi sẽ chia sẻ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với cây dạng bánh tẻ và cây phát triển khỏe mạnh, chưa đến độ già là phải cắt bỏ khi trồng. Chúng ta sẽ tiến hành như sau: cắt tỉa bớt tay cành phù hợp gọn đối với dáng thế của cây bonsai, và chúng ta sẽ lựa chọn thông thường là tỷ lệ 30% sơ dừa, 40% tỷ lệ bầu đất trước khi chúng ta đặt vào trong chậu cảnh. Lưu ý trước khi đặt vào chúng ta cho 30% giá thể đất vào trước, và thành phần chủ yếu chính là đất, thịt, sơ dừa và cho chấu. Trường hợp thứ hai là cây cần thăng bonsai, cây đã được có bộ rễ nhiều và cần cắt gọn lại bỏ bớt trước khi chúng ta trồng làm cây tiểu cảnh. Trong trường hợp này chúng ta sẽ làm như sau. Trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ dùng kéo sắc bén, chúng ta sẽ cắt gọn ngọt 40% thành phần giá thể đất cũng như bộ rễ dư thừa của cây. Và việc này chúng ta sẽ làm loại bỏ bớt rễ đã già để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sinh trưởng của cây, cho bộ rễ mới. Sau khi cắt xong, trong chúng ta để cây trong bóng mát trung bình khoảng 2 ngày. Mục đích như vậy để cho bóng mát mà không phơi dưới ánh nắng mặt trời để làm cho nước mạch suy yếu cây. Trong thời gian chúng ta để trong bóng mát làm sẽ làm khít lại các vết cắt và các thành phần về dư thừa. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển vào chậu đã chuẩn bị sẵn trên chậu tiểu cảnh. Nếu chúng ta cắt xong không để xe khít với cắt thì nguy cơ nước xâm nhập cũng như là thối úng của cây có tỷ lệ của rất cao. Do đó chúng ta thực hiện các bước như đã nêu trên khoảng 2 ngày. Nếu trên chúng ta có thể di chuyển đặt vào trong chậu sẵn trên chậu tiểu cảnh. Đối với cả hai trường hợp trên thì khác nhau cơ bản. Nếu trường hợp 1 chúng ta có thể trồng ngay vào chậu tiểu cảnh đã được thiết kế sẵn. Trường hợp 2 chúng ta phải để cây trồng bóng mát trong khoảng 2 ngày chúng ta mới tiến hành trồng. Cả hai trường hợp nói trên thì chúng ta cũng cần phải xác định được cây giá thể đất để chúng ta trồng. Bước thứ hai là chúng ta lựa chọn chậu. Chúng ta lựa chọn chậu có kích thước và độ sâu phù hợp với lại dáng thế của cây. Chúng ta có độ dài của chậu bằng 3/4 chiều dài của cây, và để tạo sự cân bằng tuyệt đối như tạo độ thẩm mỹ cao hơn. Việc thiết kế trang trí trong 1/3 kích thước quả chậu, 1/3 xác định từ bộ dưới đáy chậu lên đến 1/3 chậu. Chúng ta phải đảm bảo được 1/3 kích thước của chậu. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế chậu theo chiều cao của bầu như là bồng để chúng ta thiết kế được tác phẩm bonsai mini nói trên. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải có đảm bảo được độ các cái lỗ thoát nước, vị trí các lỗ này phù hợp với chiều cao của chậu, và ít ra cũng trong trường hợp này nếu chúng ta không biết được độ cao nhất định thì chúng ta rất dễ sẽ bị hoại tử bộ rễ, hoặc là nếu như vị trí nổ thấp hơn mực nước thì thành phần
thành chậu có ngậu thường xuyên và chậu củ cảnh cũng phát triển của bộ rễ. Sau khi đã trồng vào trong chậu, việc mà chúng ta sẽ thiết kế sẵn, chúng ta có thể thực hiện các biện pháp cố định cho cây và ổn định trong thời gian dài để chúng ta không bị tác động của ngoại lực ngoài tự nhiên như gió, tác động của con người làm lung lay bộ rễ. Thứ hai, chúng ta di chuyển dáng thế của cây. Bước thứ ba, nội dung bón phân, chúng ta sẽ tiến hành trong đúng thời điểm chúng ta thiết kế. Các tác phẩm dáng bonsai, non bộ, tiểu cảnh đều là những thời điểm mà chúng ta bón phân trung bình 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, khi chúng ta quan sát thấy là việc cây cũng đã có chồi, sau đó chúng ta sẽ bón phân tỷ lệ phù hợp. Tiếp theo, chúng ta cũng cần phải là thường xuyên diệt trừ sâu bệnh, diệt sâu ăn lá thế là liên tục. Nếu trong trường hợp này nếu xuất hiện ở một vị trí nào trên bộ cây thì rất dễ sẽ làm hư cây, do đó cái việc diệt trừ sâu bệnh cũng rất là